Anh nói với em rồi, đây là lần cuối cùng anh cho em tiền xài đó. Tiền này là tiền mồ hôi công sức của anh làm ra. Sau này em có muốn xài tiền á thì tự mà đi kiếm tiền. Em cảm ơn anh hai. Ủa anh hai, cái này là tiền âm phủ mà anh hai. Thì đó, anh hai cho mày để mày xuống với âm phủ mày xài. Chú có sao không chú? Chú có bị gì không chú? Không chú không sao. Ổn luôn không chú? Chú xin lỗi con. Con có lỗi, con mới ngược lỗi, con chạy nhanh quá con đụng chú. Ủa? Mà nhìn chú quen quen. Chú là chú Bảo đúng không? Cô kiểm tra lại coi có mắc gì không? Anh cảm ơn anh nhiều lắm. Chú ơi, chú hay quá à, chú làm tổn của con. Cứu xong mày bắt cướp giỏi như chú. Cố gắng lên, chú tin con sẽ làm được mà. À! Đúng rồi, chú là chú Bảo nè. Chú Bảo. Không thể tin được, cái người từng khiến mình rất là ngưỡng mộ khi còn nhỏ lại trở nên như vậy trong tương lai. Hi. Ủa? Em chào thầy. Hi hot boy. Dạ, em chào thầy. Đâu đây? Dạ em đang đi học nè thầy. Ủa gì à? Dạ. Có định hướng tương lai gì chưa? Em thấy tương lai em còn mịt mù lắm thầy ơi. Đầu có sáng là em thấy mù luôn. Thiệt luôn á thầy. Ăn trộm đi. Mày nói cái cú tiếp đất nãy nó nhẹ như lông hồng. Tôi đảm bảo với cậu sau này mà cậu đi ăn trộm á, không ai phát hiện ra được. Thiệt. Dạ em xin lỗi thầy. Em không có biết là thầy chơi núp lùm ở đây. Mặt tôi giống thám tử Sherlock Holmes lắm hả? Dạ, em xin lỗi thầy, em dùng sai từ. Em không biết là thầy đứng chờ em ở đây. Từ khi nào cậu là người yêu của tôi sẽ chờ cậu suốt đời luôn. Dạ, em xin lỗi thầy. Em dùng sai từ nữa hả thầy? Kiểm tra sĩ số, vắng con mình hot boy thôi à. Cho nên tôi phải đích thân xuống đây, tôi núp ở đây. Dạ. À không, tôi đứng đây, tôi canh ở đây. Thôi giờ về đi. Có một yêu cầu. Nhỏ lớn tôi chưa yêu cầu ai bao giờ hết. Sau này có ai hỏi tốt nghiệp ở đâu á, hot boy đừng có nói tốt nghiệp ở trường này nha. Dạ. Thôi giờ lên văn phòng gặp hot dog. Hả? Ở chỉnh hot dog ăn hả thầy? Có nhiều hot dog lắm. Đi lên đây ai? Đau thầy ai. Đó, hai ổ hot dog bự khổng lồ đấy, nhắm ăn được hết không? Chiến hữu đấm mì giờ. Còn nữa hả? Không biết đã đóng cửa à? Nhiều khi tôi không hiểu được luôn á. Ba mẹ các em đóng tiền cho đi học mà tại sao cứ lêu lỏng hoài vậy, cứ trèo tường hoài vậy, trong khi cổng trường thì rộng mở. Mình chỉ cần đi sớm một chút thì mình không phải trèo tường nữa. Giờ tôi hiểu rồi. Tôi hiểu một cái điều là có thể là các em đoán được tương lai của các em sau này như thế nào, cho nên các em tập luyện chứ gì. Có đúng vậy không? Không, không thầy. Không bao giờ có chuyện đó nha. Tôi sẽ không bao giờ để các em lêu lỏng như vậy nữa. Cứ như vậy hoài á thì tương lai của em sẽ ra sao? Chỉ có nước đi ăn mày, hiểu chưa? Sáu con mắt đổ lệ. Tôi cảm động lắm á. Vô đi. À, Đức Minh. Dạ. Học sinh xuất sắc toàn trường, có chuyện gì vậy? Dạ em nộp sổ đầu bài thầy. Đã, thấy không? Người ta là học sinh ưu tú nhất trường. Cái gì vậy Mẫn? Bây giờ em thấy em sao? Học sinh bét lớp nhất trường. Bởi vì nhiều khi tôi cũng không hiểu nữa. Hai anh em ruột mà một trời một vực, thằng thì búp măng, thằng thì dùi đục, khó hiểu luôn. Thế này cả lớp tập trung nhìn nè, Đức Minh bạn tôi á 10 điểm á. Bạn tôi được 10 điểm á. Gì hả? Cái gì mà đứng phải đưa cho mọi người coi coi cái gì? Tôi đó nhưng mà nói đấy này điểm 10. Thôi. Bạn làm như bạn xinh nha, để giành hết điểm 10 của thiên hạ hay sao á trời? Sao đó? Học như Minh thì cần gì đó kỳ thi tốt nghiệp, đảm bảo đậu. Đậu là tất nhiên rồi, bạn tôi tương lai sáng ngời lắm á. Bạn thân tôi á. Là cái gớm. Thì thân đúng rồi, thân ai nấy lo đúng không? Tình đặc kỳ cục. Sáng nay tôi có 50 mà tôi xài hết mớ rồi, bây giờ lấy cái này được không? Anh nói với em rồi, đây là lần cuối cùng anh cho em tiền xài đó. Tiền này là tiền mồ hôi công sức của anh làm ra. Sau này em có muốn xài tiền á thì tự mày đi kiếm tiền. Em cảm ơn anh hai. Ủa anh hai, cái này là tiền âm phủ mà anh hai. Thì đó, anh hai cho mày để mày xuống với âm phủ mày xài. Tôi mà hèm mấy đồng tiền rách này của ông rồi. Trời ơi, cái thằng hôm nay bà đặt chơi tiền á mày. Thằng Mẫn khôn. Ôi, không sao để tôi nhặt cho, không sao đâu. Cảm ơn ông nhiều nha. Nè ông đúng là người bạn tốt của tôi luôn á. Nhưng mà bạn thân á thì cũng phải trả tiền lại cho tôi chứ. Quay đi đâu vậy? Ê, đi học thì trễ mà sao đi về thì sớm vậy bạn? Tào lao quá. Nói ai tào lao? Giờ tụi em muốn cái gì? Muốn gì hả? Đến nhau á, được không? Xàm xí. Ê, mày nói ai xàm xí vậy? Có ngon á, lên sân thượng kịch tay đôi với tụi tao nè. Ok. Tụi bay biết là hai thằng bay không phải là đối thủ của tao mà. Ok. Do vậy, một mình mày chấp hai thằng tao, với điều kiện là dùng tay, không được dùng chân. Ok. Còn nếu như mày anh hùng nữa, mày đứng yên tại chỗ không cần ra tay. Ok. Chấp cái gì mà chấp dữ vậy bay? Mày em Hùng mà. Đúng vậy, tao tiểu tốt mà, mày phải chấp tụi tao chứ. Ừ. Oan oan tương báo, di hận miên miên, đến qua đến lại cuối cùng cũng chẳng được gì. Ê, bữa nay mày có bị leo rào, mày có đập đầu chấn thương sọ não không? Ê mà mấy tao cho tiền mình đi chụp CT hay X-quang gì nha, nguy hiểm lắm đó. Có sao không? Tồ quá, đi lên chở để tao đợi nè, lẹ đi. Hay lắm, tụi tao chờ mày trên sân thượng đó. Tao chỉ đánh tụi mày bằng một tay rồi nhớ đó. Nhớ giữ lời nghe. Chết mày rồi con ơi, vô kèo. Vấn đề không phải là bạn đã làm được gì trong thế giới này, mà câu hỏi đặt ra là những gì bạn có thể làm để khiến mọi người tin rằng bạn đã làm. Đây là chân lý mình tìm kiếm bấy lâu nay. Chắc chắn mình sẽ không trở thành ăn mày. Mình sẽ trở thành một thám tử lừng danh lỗi lạc. Tôi chính là thám tử lừng danh Đức Mẫn. Công việc của tôi là để biết những gì mà người khác không biết. Nè, con làm gì vậy Mẫn? Sao như quán cái khăn của bo lên người? Đầu đổi cái gì vậy? Sao đầu đổi cái nồi vậy? Hả? Sao nội với chú về sớm quá vậy? Hai người nói là đi ăn chiều nữa mà. Đi về sớm thấy cảnh tượng vui vậy nè. Nè, con đang tập kịch hả? Cái thằng này. Không có đâu nội, con làm chơi thôi. Mà là cái muỗng của bo là muỗng vô trùng. Con ngậm lên miệng con cầm vậy đó hả? Cái muỗng sữa của nhỏ mà ngậm. Đứng đây. Thằng này. Chở cái nồi xưa. Nó quậy phá không à. Đứng đây.